Rất hân hoan chào đón quý vị trở lại với vlog Travel Music của Kỳ Phương được mang tên Việt Nam Let's Go tập số 2. Kính thưa quý vị, nói đến Đà Lạt, ngoài khí hậu là một đặc sản, phong cảnh hùng vĩ, thì chắc chắn mọi người sẽ nhớ đến ngay một điều kế tiếp, đó là hoa. Chính vì vậy mà ở đây được mệnh danh là thành phố ngàn hoa. Cho nên tập 2 Kỳ Phương không thể nào không nhắc đến hoa, đúng không ạ? Theo cái thông tin tìm hiểu của mình thì Kỳ Phương biết rằng ở Đà Lạt, quý vị muốn tìm tới hoa thì có rất nhiều nơi và rất nhiều lựa chọn, và mỗi nơi đều có cái đẹp và cái loại hoa riêng. Tuy nhiên lần này Kỳ Phương quyết định giới thiệu với quý vị một cái nơi mà rất là nhiều loại hoa đẹp. Tuy nhiên ngoài cái hoa ra, chúng ta có thêm một cái sự lựa chọn nữa, đó là ở đây nuôi rất là nhiều chú chó con, chú cún con, chú cún chứ không con nha, rất là nhiều và rất là đẹp. Và Kỳ Phương cảm thấy riêng, không phải riêng Kỳ Phương mà tất cả khách đến đây đều rất yêu thích và hứng thú cái nơi này. Hy vọng rằng đây là một cái nơi mà mọi người sẽ rất là yêu thích, cũng giống như Kỳ Phương vậy. Đường đến cũng không quá khó, hiện giờ chúng ta search Google là ra còn khoảng tầm trên dưới 20 cây là đến ngay. Quý vị có thể đi từ sáng sớm, tuy nhiên nên đi sớm hoặc đi về chiều, tại vì buổi trưa nắng á. Cái đấy đây một thông tin chung luôn, thường thường trưa nắng từ 10 giờ cho tới 1 giờ trưa thì thật sự ra nắng ở Đà Lạt sẽ không thuận lợi lắm để có những bức hình đẹp. Nếu quý vị muốn chụp hình đẹp thì quý vị nên đi từ sáng sớm, làm sao có mặt tại địa điểm của mình mong muốn từ khoảng chừng 7-8 giờ là ok, hoặc là khoảng chừng 3-4 giờ chiều là hai cái giờ nắng đẹp nhất để mọi người chia sẻ. Và vì cái vlog số 2 này Kỳ Phương muốn tập trung giới thiệu về hoa. Vì vậy mà có một bài hát rất là phù hợp về hoa, về mùa xuân. Bởi vì đây là thời điểm của mùa xuân, cho nên Kỳ Phương hân hạnh được giới thiệu quý vị một sáng tác mà Kỳ Phương sáng tác cách đây rất là nhiều năm rồi, nhưng hôm nay mới có dịp giới thiệu quý vị một bài hát được mang tên Ngỡ Như Xuân Về. Rất mong mà qua giai điệu bài hát này cũng như với hình ảnh của cái Bobby Farm, quý vị sẽ có thêm một cái sự lựa chọn và một cái giai điệu hay trong mùa xuân này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát được mang tên Ngỡ Như Xuân Về, sáng tác và trình bày dĩ nhiên là Kỳ Phương. Có nắng sớm lung linh báo tin mùa xuân đã về, có gió mát mơn man đưa mây về thăm phố quen, có tiếng nói yêu thương, có ánh mắt mong chờ, cùng đôi tim lắng nghe mùa xuân về. Mùa xuân đến cho cây lá xanh tươi, mùa xuân đến cho bao bước chân vui, mùa xuân đến cho em nắm tay anh, ước mơ mình bên nhau mãi. Và anh đến cho em ngất ngây, ngày em đến mang bao đắm say, ngày em đến tim anh réo vui, ngỡ như xuân về. Nắng sớm lung linh báo tin mùa xuân đã về, có gió mát mơn man đưa mây về thăm phố quen, có tiếng nói yêu thương, có ánh mắt mong chờ, cùng đôi tim lắng nghe mùa xuân về.
Mùa xuân đến cho cây lá xanh tươi, mùa xuân đến cho bao bước chân vui, mùa xuân đến cho em nắm tay anh, ước mơ mình bên nhau mãi. Và anh đến cho em ngất ngây, ngày em đến mang bao đắm say, ngày em đến tim anh réo vui, ngỡ như xuân về. Mùa xuân đến cho cây lá xanh tươi, mùa xuân đến cho bao bước chân vui, mùa xuân đến cho em nắm tay anh, ước mơ mình bên nhau mãi. Và em đến cho anh ngất ngây, ngày em đến mang bao đắm say, ngày em đến tim anh réo vui, ngỡ như xuân về. Ngày em đến tim anh ngỡ như mùa xuân.